Rồi giờ tôi hướng dẫn các bạn nhúng thì giao diện vào này. Thì giao diện thì đúng ra là chúng ta đã làm trước đâu đó rồi này. Đây. Tôi có cái thêm, tôi sử dụng cái thêm này tôi tùy biến nó lại nhá. Đây. Cái này một tí là tôi sẽ thay đổi cái này bằng hình quần áo gì đó. Thay cái này, không có sao. Thì đầu tiên ta sẽ mở cái file này ra. Tôi sẽ thực hiện copy code, tức là đây tôi chỉ copy trong cái phần body thôi. Đây. Từ đây xuống. Nha. Copy. Và ta thực hiện để vào trong cái layout. Layout đâu rồi nhỉ? Đây. Layout size đây. Hiện tại tôi chưa làm gì hết. Nhớ là khi mà làm thì đừng có bao giờ xóa những thứ này nha. Ta chỉ để trong xin lỗi, cái này là trong body mà. À. Trong body thì đây. Được chưa? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, cái theme này á, theme này người ta cần cái theme này này, cái theme mà tôi đang làm đây này. Ta cần nhúng ba cái tập tin này vào. Ta cần nhúng ba cái file set s vào. Thì đây là ba file set s ha. Thì đầu tiên hôm trước ở đây ta đã nhúng cái ta đã làm gì đây rồi này. Hôm trước ta đã cài bootstrap ở đây rồi. Được chưa? Tôi thu nhỏ lại này. Đầu tiên ta phải kéo cái tập tin bootstrap.min.gì vs bootstrap nằm trong phần pen bootstrap.min.vs. Ok. Thứ hai, vậy cái này ta xong ha. Cái thứ hai là on.min này. On.min thì này tôi nói là cái này là cái gì? Cái này á, các bạn nhớ là đối với cái giao diện này các bạn có thấy cái icon của nó nha. Nhìn cái icon của nó này. Đây. Lo mấy cái biểu tượng đây này. Ok. Thì các bạn download cái phong quân này. Đây, các bạn download cái này về nha. Khi download về thì các bạn giải nén ra. Giải nén ra thì trong cái thư mục này á, nó trong cái thư mục giải nén ra các bạn thấy có một thư mục phong. Thì các bạn kích chuột vào phong ha. Ok. Và các bạn ném vào trong cái mục bấp lịch, chú ý đừng có để ở trong content nhé, đó để trong bấp lịch đây. Để trong bấp lịch nha. Kích phải chuột, ấn vào chuột phải bấp lịch này. Dán vào. Thứ hai ở đây ta có một cái tập tin set s. Các bạn để ý cái tập tin set s này, tập tin on.min này. Thì cái tập tin này các bạn muốn add nó vào thì các bạn chỉ kích phải chuột add và các bạn chọn mục là extension item. Đó. Và các bạn chọn trong cái bài của tôi nó nằm ở đâu nhỉ? Trong web. Rồi stem. Xin lỗi, theme. Rồi cái stemlet này. Đây, các bạn add vào. Chú ý đúng tên này nha. Add vào. Rồi. Thế thì đó là hai cái tập tin này. Về tập tin on.min ta kéo vào này. Đấy, xong. Và tập tin style. Style thì ta thay bằng tập tin là layout. Layout chú ý. Ta sẽ tạo ra cái tập tin khác đi, đừng có dùng tập tin style đó, mà ta sẽ tạo tập tin là tên là gì? Layout style. Layout style. Vậy các bạn kéo cái layout style vào đây. Layout style vào đây. Và layout style thì thay thế cho tập tin này. Vậy các bạn mở code của tập tin bên này ra. Mở code nha. Nhớ là cái giao diện của các bạn thì các bạn tùy thuộc vào giao diện các bạn làm. Tôi dùng giao diện này. Nhân tiện tôi chưa có giao diện ở đây thì tôi hướng dẫn các bạn làm luôn. Nếu ai chưa có thì kinh dũng như vậy. Được chưa? Rồi. Và ta build lại này. Ta build lại này. Đấy, ta build lại này. Thì giờ nó chạy ra giao diện. Đấy, giao diện. Tất nhiên giao diện này hiện tại nó chưa có hình ảnh đúng không? Hình ảnh thì tôi cũng nhắc luôn này. Trong public này này. Trong public các bạn tạo cho tôi một cái thư mục là tên là email ad. Và hình ảnh thì các bạn nên để theo cái nhóm hình ảnh chứ không nên để chung hình ảnh vào đây. Và hình ảnh thì ta sẽ phân ra, thứ nhất hình ảnh của cái thằng product này. Được chưa? Hình ảnh của cái thằng bot này, bài viết này. Bot, bài viết này. Hình ảnh của cái thằng slide show này. Đây.
slider này. Ok, những cái gì mà liên quan có hình ảnh thì các bạn tạo, như kiểu là user nó cũng có hình ảnh chẳng hạn, thì các bạn có hình ảnh của nó à, để mà tránh trùng hợp thôi. Vậy trong trường hợp này tôi có cái hình ảnh ở đây ha, đây tôi cũng có một thư mục email đây, thì email tôi để ở đây, giờ tôi copy nhá, là tôi copy cái này là vào sản phẩm này, cái này tôi để ở ngoài cái này nhá, cái này tôi để ngoài này, copy này. À, copy cái logo tôi để ở ngoài. À, logo thì nó không thuộc cái nhóm nào hết, ta để ở ngoài. Còn sản phẩm này này, sản phẩm đây, đây sản phẩm, giày đây là sản phẩm. Ok. À, tôi đổi cái chữ này thành chữ sản phẩm ấy nhá. Sản ý, sản phẩm nhá. Copy cái này các bạn để ở trong thư mục gì? Sản phẩm nhá. Ok. Tiếp theo ở đây các bạn thấy chữ tin tức thì các bạn gì? Để trong tin tức này, bot này. Và cái cuối cùng ở đây có cái hình này là hình banner, tôi đổi lại slider đi ha. Ok, rồi copy này. Và ta để đây này. Đấy. À, xin lỗi, cái này bị, à thôi để thế này đi, để Ctrl Z lại. Không lờ may sau này. Ok. Vậy ta chỉ cần là mở cái giao diện của chúng ta ra. Logo thì ta để ở đâu? Logo thì các bạn để ý khi ta làm ta chỉ cần kéo cái thằng logo vào thay thế cái này thôi ha. Thì nó sẽ đưa ra thế này và các bạn nhúng cái bút chát của nó vào. Đó. Là được rồi. Đây là các bạn, tôi đã thay thế logo thành công nha. Được chưa? Và khi mà thay thế thế này các bạn thấy cái điều á, thấy cái điều là ở đây cái nhóm ở chỗ này vừa này. Tuần trước nói chuyện, tuần nào nói chuyện này. Đây, cái cách nhúng thì các bạn để ý thế này, thì ở đây tôi sẽ copy cái đường dẫn này ha, tôi thay thế những cái tấm hình ở dưới này, nhìn tấm hình ở đây, đấy tôi thay thế cái này bằng này Ctrl H này, và ở đây tôi sẽ thay thế cái này. À, chú ý cái này là ảnh của banner nhá, thì ở đây tôi sẽ thay vào đây thêm cái chữ slide gì, slider, xẹt cái, à, các bạn thay thế ba cái này thôi đó, ok. Ok, nó chạy xuống đây thì ảnh này là ảnh của product, ảnh của sản phẩm. À, nhớ là trong trường hợp này các bạn không thay thế on được hết nha. Product. Ok. Và chạy này. Ấn này, ấn. Chạy xuống đi. Oh sorry, nó có cái chữ dây nữa. Dây thì ta đổi. Ok. Đây làm xong đi, tí nữa tôi sửa xong được. Ok nha. À hình như nó có cái mục nào tôi làm lỗ rồi ha. Nó đứng luôn này. Đây cái logo cuối cùng ở chỗ này thì ta nhớ là thay thế cái này nhá. Thay thế cái này cái này. Thay thế này. Và nó là quay lên đầu rồi. Các bạn xuống dưới đi. Cái thiết kế của tôi không biết nó bị cái thẻ gì mà nó bị màu vàng quá trời nhá. Các bạn để ý ạ. Ở đây là trung ngạ này. Product public này. Set email này. Và ở đây nó có cái logo ha. Ok. À, cái chữ sản phẩm ở chỗ này, cái chữ này, cái này có cái gì sai sai này. Để thay thế toàn bộ cái này nha. Thay thế cái này. Đó. Bằng cái chữ gì? Bằng cái chữ product set dây à, thành chữ sản ý. CPG. Ok, thay thế toàn bộ nha. Rồi. Ta chạy lên lại này. Ta chạy lên lại thì xem có thử cái bài của chúng ta nó ổn chưa này. Ồ, không được luôn hả? À, sản phẩm này, trừ sản phẩm này thiếu gì? Ok, thay thế trừ này bằng trừ gì? Sản phẩm này. Thay thế toàn bộ đi. Một lần thôi nhá. Ok, chạy lại. À, được rồi. À, còn thứ chưa được. Đấy là cái gì nhỉ? Slide sau.
Slide sau ở đây ta đặt là slider. Thì ở trên này cái này ta đặt tên là gì? Đây. Slider. Đấy. Copy cái này luôn. Rồi trở lại cái nó ra gì nha. Rồi sau đó tôi mới nói tiếp cái nội dung của chúng ta hôm nay. Ok. Rồi. Hiện tại đừng giật. Hôm trước ta học rồi tùy biến đường link. Đừng giật thế này ta gọi là trang chủ. Mà trang chủ thì giờ giao diện này là nó nằm ở trong hộp. Cái giao diện này này. Giao diện này nó nằm trong hộp. Vậy giao diện này nó nằm trong hộp đấy thì các bạn thấy này. Trong cái mục view của chúng ta. View của chúng ta. Sai. Hình như ở đây tôi chưa tùy biến hả? Hình như hôm vừa rồi tùy biến rồi mà. Đấy. Tùy biến mà hình như chưa tạo file đúng không nhỉ? Nói thật lại. Hay là lớp khác này. À, lớp khác à. Đây này, chưa tùy biến là ok. Vậy chưa tùy biến thì tôi tùy biến thôi. Nhanh mà. Đấy. À, đây là ta học lại luôn cái phần tùy biến URL nhá. Ok. Đấy. Thì đầu tiên ta phải cấu hình cái thằng gì? Cấu hình cái thằng này. Row này. Và đây ta có một cái đường link mặc định ở đây nhá. Chú ý khi làm này, tất cả sản phẩm chạy vào đây. Không nên là tất cả này. Ở đây là product. Ta đặt tên nó bằng tiếng Anh đi. Product gì? All tất cả vào đây. Còn ở đây là tất cả bài viết. Box. All. Thì ở đây ta sẽ chạy vào bài viết. Bài viết. À, bài viết thì ta chạy vào nhé, chạy vào controller tên là size. Và cái phương thức của tôi là products. Còn đối với cái thằng này thì tôi cũng chạy vào size luôn. Và đây tôi chạy vào box. Và tương tự ở đây tôi sẽ có thêm một cái nữa. Và cái này là tùy biến cho tất cả đường link gọi là slide. Size slide. Slide. Và cái này tôi đưa tham số vào đây. Và tham số đây tôi gọi là tham số sớ. Salute. Và nó cũng chạy đến gì? Index nhá. Index. Ok. Nó chạy đến index. Chú ý cái này để kế ở đây. Đấy, nếu như các bạn coi đây thì để ý này. Và ta sẽ sang bên này. Ta tùy biến thôi. Tùy biến xóa cái này đi. Ta làm lại. Thì ở đây ta sẽ có một cái tham số truyền vào. Tham số truyền vào là gì? Là swing. Salute. Ok. Và nếu như salute này, salute này mà bằng salute này mà bằng salute này mà bằng bằng null, vậy mặc định của cái thằng này ta khai báo nó bằng gì? Null. Vậy nếu như thằng này bằng null thì ta hiểu nó là trang gì? Return this home. Và đây home. Home thế thì ta sẽ tạo dưới này một cái controller tên là home. Được chưa? Đấy, xóa hết mấy cái thằng demo ví dụ đây. Đây, ở đây ta sẽ return ra view tên là home. Return view tên là home. Ok. Được chưa? Và ta nên return ở đây view này. Khỏi nó cái lồi ở trên á. Return view ở đây. Đấy. Thôi nó lồi cái này. Và ta build thử này. Build thử nha. Build thử này. Và ta chạy lại. Thì giờ nó sẽ chạy ra trang chủ luôn nha. À, nó chạy ra trang home đây này. Thấy không? Các bạn nhìn thấy trang home á. Ok. Tại sao nó bị như thế này thì chưa có view thôi. Kích chuột phải chọn gì? Add. Và các bạn chọn view cho thằng home. Đây nhớ là layout đúng rồi này. Ok chưa? Add. Và thằng home thì khi nãy tôi nói rồi, giao diện mà khi nãy ta nhìn thấy là của thằng home. Giao diện của nó nhìn thấy là của thằng home. Đây về giao diện mà ta nhìn thấy thì các bạn nhìn thấy của thằng home thì không phải là tất cả những thằng này là thằng home, mà từ cái chỗ slide trở xuống thì là của thằng home. Slide đây. Đây, cái thằng footer là để nguyên nhá.
Nên thằng này là footer luôn. Ok, vậy ta chỉ copy hai cái thằng này thôi. Được chưa? Cắt luôn. Và đốt thằng này gì? Thằng home thay thế cái này. Rồi còn cái thằng bên này, cái thằng giới cung này này, các bạn bê lên. Chú ý là không để đây nha, không để đây, xóa cái thằng này luôn nhé. Đó thằng này đây, và các bạn đưa vào đây. Và khi đưa thì các bạn nên đặt ra cho nó một cái section class clear fit. Và class này tên là main gì? Content. Đấy, và để cái này ở trong. Được chưa? Và ta thực hiện build lại. Build lại. Và ta chạy xem coi thử nó ra được cái giao diện chưa nè, giao diện của trang chủ. Chủ chưa? Ok, ra đây ha. Rồi à, cái phần tùy biến thì các bạn làm tiếp đi nhá. Cần giờ tôi sẽ xử lý cái tình huống cho cái thằng này cái đã nhá. Bấp lịch thì nhớ dư cái thằng này lần, đúng không? Đông ra cái logo ở đây. Thì giờ ở đây đâu rồi? À, email. Nó nằm trong email chứ không phải logo. Đấy, thay thế lỗ lần logo này à. Giờ ta sẽ hướng dẫn tiếp con kia vấn đề tùy biến URL thì các bạn quay video đốt đó các bạn làm. Giờ ta sẽ lấy xử lý quy vấn dữ liệu cho ba cái đối tượng và các bạn phải làm được ba cái này. Đây là thứ nhất, quy vấn dữ liệu cho thằng menu. Dữ liệu thằng menu, vậy menu ở đây ta sẽ thực hiện cắt nhỏ ra và include nó vào. Được chưa? Vậy cắt nhỏ ra thế thì ta sẽ tạo một controller. Một controller tên là module. Controller tên là module. Module nha. Module. Tất cả những module đều làm việc ở đây hết. Ok. Và controller này sẽ thực hiện gồm bao gồm cái này gọi là main menu. Main menu. Tiếp theo, controller này sẽ xử lý cho cái thằng slider, slide sau. Và cái thứ ba, module thứ ba phục vụ cho cái thằng gì? List category. Và ba cái thằng này nó đều trả về view trùng tên với thằng này luôn để ta dễ quản lý. Trùng tên luôn nha. Ok. Đấy, trùng tên. Và ba cái thằng này thì ta sẽ add view cho nó. Add view này các bạn add, kích phải chuột add view. Và các bạn lấy cái tên view đúng như cái tên này. Nhưng chú ý, không sử dụng layout. Bật cái chức năng create add partial view. Vậy đây ta gọi là partial view. Vậy partial view thì các bạn thấy khác cái view bình thường là gì? View bình thường thì nó có layout, view này không có layout và không có cái gì luôn. Đấy. Và tương tự như vậy ta add cho những cái còn lại. Slide sau. Rồi tiếp tục ta add cho cái gì nè. Cái thứ ba là list category, danh sách loại sản phẩm. Ok. Đấy. Và các bạn làm tuổi hôm nay ta làm ba cái này truy vấn dữ liệu lên. Và ta thực hiện build lại. Tất nhiên nó vẫn chưa ảnh hưởng gì trên này hết, đúng không? Chưa ảnh hưởng gì hết. Vậy do này đầu tiên các bạn mở cái layout ra. Chỗ nào là menu thì các bạn cắt bỏ vào trong module. View trong view module thì có ở trên có main menu đây. Đấy. Và đây ta sẽ cắt ra. Tiêu chí cắt rất đơn giản. Cái gì mà truy vấn cơ sở liệu thì các bạn nên cắt. Module nhá, nhớ là module mình nên cắt. Cắt nó ra và ta bỏ trong này, dán lại và ta lưu lại hai cái, chạy lại nó mất cái menu. Được chưa? Vậy nhiệm vụ của chúng ta giờ sẽ gọi lại nó. Vậy để gọi lại nó, tất nhiên không giống như môn lập trình web là ta sử dụng include. Không có. Ở đây ta sử dụng cái HTML.action. Nó có nhiều loại. Partial view thì là partial view này, partial này, hoặc là render partial này. Nó có rất nhiều cách.
nhưng cách này thường chỉ sử dụng cho những cái trường hợp là dữ liệu, cái thứ mà ta gọi vào không phải là dữ liệu đồng, có nghĩa là không truy vấn dữ liệu. Còn trong trường hợp này ta truy vấn dữ liệu thì ta sẽ sử dụng action. Action này các bạn để ý, ta sẽ sử dụng cái phương thức thứ tư, đó là ta sẽ khai báo ở đây cái name controller, name action và name gì? Name controller. Name action là cái gì? Name action là cái này. Đấy, là tên action. Và thứ hai, tên controller. Đấy, xong. Tương tự như vậy, các bạn vào trong cái thằng slide show. Đây, vào trong cái thằng layout. Thằng layout rồi, trong thằng home. Xóa cái thằng này đi, xóa thằng block này đi nha. Block này ta không có xài. Block cũng được chỉ demo thôi. Trong cái thằng home này có một cái thằng slide show này, các bạn để ý thằng slide show này. Thằng slide show này là thằng dữ liệu đồng, ta không cắt luôn. Và ta để trong slide show. Vậy ta gọi lại, trong thằng home ta muốn gọi lại thì ta cũng sử dụng là html.action. Tên controller là slide show. Và ở đây là module. Đấy. Rồi. Ta build lại này. Ta build lại, ta chạy coi nó vào không nhá. Lỗi. Slide show này hình như sai hả? Slide show, nhìn coi cái chữ slide show ở đây. Cái gì? Copy vào thằng home, đổi lại cái slide show. Hình như dư chữ S đúng không? Rồi ta lưu lại cái này. Ok. Và thằng thứ ba là thằng này. Cái này gọi là lead category. Ok. Nào, tất nhiên có người hỏi, thầy ơi, website của em không có lead category thì sao? Các bạn nhớ là name có, nhưng không xuất hiện ở trang chủ, mà có thể là xuất hiện ở trang tất cả sản phẩm. Nó có một cái lead để ta có thể chọn sản phẩm theo loại. Người ta gọi là filter theo loại. Nha. Chứ đừng có nói không có, nó kỳ. Cái này có, nhưng có thể không xuất hiện ở trang chủ, mà xuất hiện ở trang tất cả sản phẩm và loại sản phẩm. Và nó không có thì nó không ổn lắm đâu. Đấy, rồi ta sẽ thực hiện cắt cái thằng này. Cắt thằng này thì hiện tại nó đang ở trong chủ, vậy ta cắt này. Đây, chỗ này. Sau này ta sẽ thực hiện cắt sản phẩm bán chạy luôn nhá. Sản phẩm bán chạy cũng là một sản module nha. Thế nào là bán chạy thì ta tư duy về cắt cái này, ta bỏ trong đây này. Đấy. Và giả sử ở chỗ này nó có một cái mục là gì đây? Sản phẩm bán chạy này. Đây, ta cắt luôn cái này nhá. Cắt luôn cái này đi. Đây. Xúc bọt thì không nên cắt, tại vì nguyên nhân là cây này ta đang lầm tỉnh. Đồng nó mới cắt, còn cây này là lấy dữ liệu đồng này. Vậy ở đây trước lúc cắt thì tôi khuyên các bạn là nên tạo ra một cái mục là gì? Ở chỗ này là sản phẩm bán chạy. Bán chạy là đặt tên controller là tên gì nhỉ? Super là có phải không đúng à? Product by hot đi ha. Ok, thích đặt tên gì đó tùy mình mà. Đấy, nhưng đặt thì để gợi ý sau này mà gì ta search hay là ta muốn search thì ta hiểu thôi. Con thích đặt tên gì do mình đó. Và đây thì trong cái thằng home rồi, đây tôi cắt cái này tôi lại đưa vào ở đây. Và trong cái này, chú ý trong cái này ta lại phải gọi hai cái, gọi thì tương tự như cái trên, được chưa? Hai cái kế bên. Cái thứ nhất đó là lead category. Cái thứ hai là gì đây? Product by hot. Ok,
build nó lại, cái thì nó vào hết chưa? Ta cắt ra rồi, build có nghĩa là nó lưu luôn rồi, chạy nó ra. Nhớ là cây này khi nãy tôi nhìn thiết kế nó có vấn đề nhá. Oh, gì nhỉ? À, chưa build xong mà mình gì? Mình chạy, không có sao. Rồi, giờ ta sẽ truy vấn dữ liệu cái thằng này. Và tất nhiên cái thằng này là dữ liệu được truy vấn từ cái bảng ý. Cái bảng menu, đúng không? Từ cái bảng menu, và tất nhiên cái dữ liệu thì ta phải thêm từ trang quản trị. Nhưng thay vì trang quản trị thì tạm thời tôi nhập dữ liệu màu vào đây để ta test. Nhớ là ta test thôi. Đấy, vậy đây là cái này. Vậy đầu tiên ta phải làm gì? Ta phải tạo ra một controller tên là, tạo ra một cái lớp tên là gì? Tên lớp là menu đào. Đây là cái lớp sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu của gì? Bạn. Ok. Và hôm trước ta lại thống nhất với nhau mấy vấn đề. Ở trong cái tập tin này, ta chỉ khai báo 6 cái gì? 6 cái tên hàm, đúng không? Copy cái này xuống này. 6 tên hàm, chú ý, ta thống nhất với nhau là 6 tên hàm. Nhớ có dùng trừ 6 cái tên, có nghĩa là không được dùng tên khác. Ok. Và khi các bạn có cái này thì nó bao lồi này. Đầu tiên nó phải add cái thư viện đi vào này. Đây, nhìn nhá, add mốt đồ vào này. Đấy, add mốt đồ trên này. Ta cho add cho nó add đây này. Ok. Rồi, cái này entity thì ta phải add entity vào này. Add entity vào. Đấy, add entity. Ok, add đây, entity đâu rồi? Đây, đây. Và cái này ta đang truy vấn dữ liệu của bảng category hả? Không, menu. Các bạn gõ menu đây. Copy cái này xuống, đổi chữ menu này thêm chữ add. Copy cái này xuống, thêm chữ add. Đấy, cái này là thêm chữ add. Cái này là category. Ok. Rồi, cái này là category. Cái này là category thêm chữ add. Rồi, cái nào bao lỗi ta xử lý sau. Rồi, cái này là category có chữ S nha. Đấy, module, entity, category, S. Rồi, hết lỗi chưa? À, còn lỗi đây. Menu không có salute, à xin lỗi, menu không có gì? Không có trường salute nha. Nhìn này, menu thì không có trường salute mà chỉ có trường link. Ok, vậy ở đây cái điều kiện này là điều kiện gì? Không đúng. Và nếu như ta muốn theo link thì ta đây khai báo link. Và đây ta sẽ theo cái trường gì? Từng link. Đấy, nhớ là tùy thuộc vào từng bài thì ta đổi cái nội dung ở trong. Thì để mà truy vấn dữ liệu lên đây thì ta lấy ra danh sách nhiều mẫu tin. Và nhiều mẫu tin ta phải kiện gọi cái hàm này. Được chưa? Và cái hàm này tôi sẽ thực hiện truyền tham số vào. Truyền tham số vào để truy vấn. Tham số là gì? Đầu tiên, vị trí mà tôi muốn truy vấn, position phải là main. Cái này position phải là main menu. Vậy đầu tiên ở đây tôi sẽ copy cái này ra. Tạm thời tôi copy ra. Tôi sẽ sửa. Ta sẽ thêm vào string. Thêm vào cái position. À, đây là list nhưng có vị trí. Được chưa? Và vị trí đây tôi muốn, vị trí ở đây tôi muốn là vị trí mặc định ở đây. Mặc định nhá. Mặc định nếu như ta không nói gì nó là menu. Ta không truyền tham số. Vậy điều kiện ở đây ta phải thêm where vào. Where. À, để mà truy vấn có where thì ta enter xuống này. Nhân tiện đây ta học luôn một số câu lệnh. Select sound from where. M này là biến đại diện cho cái bảng menu. M chấm position bằng cái giá trị position này. Thứ hai, đối với trang người dùng, xin lỗi, đối với trang người dùng thì nói luôn là trạng thái phải là gì? Trạng thái phải là bằng 1. Trạng thái bằng 1 là trạng thái kích hoạt cho người dùng nhìn thấy. Ok. Và tiếp theo ở đây, các bạn thấy có một cái trường là 1 này.
2 này, 3 này, 1, 4 này. Đây là con của cái thằng kê, con của thằng kê. Vậy ở đây là 5 này. Và đây là 6 này. 6 này. Ok. Vậy 6 cái thằng này, 6 cái thằng này ta phải sắp xếp, đúng không? Vậy ta phải có order by theo cái vị trí mà người ta mong muốn. Vậy ở đây ta phải thêm cái điều kiện truy vấn đó là gì? Enter xuống, chú ý, enter xuống cho nó gọn. Order by. Ở đây ta sắp xếp tăng dần đi order by này. Và các bạn khai báo cái trường cần sắp xếp. Các bạn ghi như tôi như vậy á. M chấm gì? Theo order. Và tiếp theo hình như tôi nhìn ở đây có một cái trường này này. Trường này. Menu của chúng ta khi mà truy vấn ra, ta chỉ truy vấn những cái parent ID bằng 0 thôi. Vậy ở đây cái bài riêng bài này ta không phải là một tham số mà ta phải truyền gì? Hai tham số parent ID. ID, parent ID. Và tôi mặc định luôn bằng 0. Được chưa? À, chú ý mặc định bằng 0. Ở đây các bạn có thể để trống thì các bạn để cái này. Được chưa? Để trống cho phép để gì? Để trống thì các bạn mới đưa cái đó. Mà để trống thì nó hiểu là bằng gì? Không. Vậy ở đây ta thêm một cái điều kiện where vào đây nữa. M chấm gì? Parent ID. Bằng bằng cái parent ID. Ok. Vậy giờ ta sẽ gọi cái hàm get gì? Get list truyền vào mấy tham số? Hai tham số. Tham số đầu tiên là số nguyên, tham số thứ hai là số chuỗi. Ok. Vậy ta đứng ở đâu ta truy vấn? Ta đứng ở đây. Ta truy vấn. Vậy đứng ở đây ta bước đầu tiên ta phải làm cái gì? Ta phải gọi là menu gì? Menu down. Menu down bằng m ghi chữ thường down. À, các bạn nhớ là đừng có cố gò giống như tôi nha. Đây, biết rằng gò thì một tí là ta chỉ cần kích chuột add. Được chưa? Nhưng tôi khuyên các bạn là nên add ở trên trước. Rồi gò nó support sau. À, ta muốn truy vấn thì ta phải gò, add cái lớp này vào. Rồi, add cái lớp này vào. Vậy giờ ở chỗ này, ta sẽ thực hiện lấy ra cái list. Tôi đặt tên biến list thôi, còn thích đặt tên gì cũng được. DB, xin lỗi, menu down, chấm gì? Get gì? Get list. Và ở đây tôi truyền vào hai tham số là không và main gì? Main menu. Không truyền cũng được nhé. Không truyền thì nó lấy mặc định. Được chưa? Nhưng ta muốn tường minh hơn thì ta nên truyền. Tường minh hơn đây là tôi sẽ lấy parent ID bằng 0 và order gì? Và ở đây là gì? Vị trí bằng main menu. Ok. Và khi ta lấy được rồi thì ta thực hiện truyền cái này sang bên. Truyền thì các bạn chỉ cần là ở return view gì đó. Các bạn sẽ truyền cái list này sang. À, và đây ta gọi là truyền list model. Nhiều cái danh sách. Vậy ta chạy sang cái bên này. Go view. Sang bên này. Đầu tiên các bạn enter cái này xuống. Các bạn gõ cho tôi chữ model. Nhớ trừ thường A cầm mốt đồ trừ thường. Cách ra IE là để ép kiểu về danh sách. Và ta khai báo ở đây là my library mốt đồ. Và các bạn chấm đến cái tên cái lớp mà ta vừa truyền sang. Đó là gì? Menu. Và dựa vào menu thì ta sẽ thực hiện chạy vòng lặp. Nhưng ở đây buổi hôm nay tôi chỉ yêu cầu các bạn làm một cấp thôi. Đó vậy các bạn trừ cái thằng này lại cho tôi này, trừ cái thằng này lại. Để sau này ta sẽ xử lý cái cấp thứ hai. Và ta làm một cấp, vậy ở đây ta thực hiện A cộng for S. Trong C sharp khai báo biến trước, tôi đặt menu 1 in. In và ở đây các bạn gọi cho tôi chữ model. Và ở đây ta sẽ thực hiện đóng mở ngoặc và lặp là lặp cái này. Đấy, KD, code cho nó đẹp. Và ta in ra, đúng không? In ra ở chỗ này ta sẽ in cái gì? Đây là cái biến mà ta cần in ra. Các bạn đỗ A cộng chấm. Nhớ là ta gò nó ra này. Name. Còn ở chỗ này thì ta sẽ gì? Chú ý, phải có dấu này này. Được chưa?
dấu này là để xuất phát từ thư mục gốc. Và ở đây ta sẽ đi vào trong cái mục là A cộng menu chấm gì link đấy, và ta thực hiện build lại, ta test thử cái ta đã làm thành công hay chưa. À, nhớ là tôi mới chỉ xử lý cấp gì cấp 1 nhá. Ok, không sao đâu, hình như build cho xong hay sao tôi hay tà lăn vậy đó, cho build xong mà ấn chạy rồi. Đấy, các bạn để ý là khi build nó báo success này dưới này này, ok thì ta mới chạy bên này. Đấy, chạy ra và các bạn thấy trân chủ này, giới thiệu này, sản phẩm này, tin tức này, này, liên hệ, và ta kích vào trân chủ thì không có gì, ấn vào giới thiệu ở đây nó ra chữ giới gì, giới thiệu, được chưa? Đấy, vậy ta kích vào sản phẩm thì nó ra chữ sản phẩm. Ok, rồi rồi tiếp tục ta sẽ làm slide cái này, slide sau. À, tôi chưa quan tâm cái link nó chạy đi đâu nhá, tôi chỉ quan tâm là ta truy vấn dữ liệu lên ok thôi. Vậy đầu tiên ta làm nhanh đi, hôm trước yêu cầu tôi là yêu cầu các bạn về làm 10 cái này rồi đúng không? Nếu như mà có rồi thì ta chỉ cần sửa lại code cho nó hợp lý với từng bảng, với từng trường trong cơ sở dữ liệu này thôi. Nhớ là ta bị bám sát cái này, thấy chưa? Đấy, ở menu này nó có một cái kiểu gì đó, cái đó quan tâm, cái đó liên quan đến trang quản trị. Ok, cái thứ hai là ta sẽ tác động đến cái bảng thứ hai, đó là bảng slide gì, slider down. Và cái bảng thứ ba là mốt đồ đây rồi. Vậy ở đây ta sẽ copy cái này xuống, copy và ta ném cái này sang. À, một số chú ý này, để ở ngoài có thể nhìn thấy ở chỗ này ta bị ghi chữ public. Ok, và add cái này vào. Đấy, và xuống chỗ này các bạn thấy có cái cần add này, này. Đây, cái này add này, entity. Ok, vậy ta đã add xong rồi thì giờ ta sẽ sửa cái bảng này cho nó đúng với cái thằng slide. Vậy các bạn nhớ là đổi cái chữ me category này, category, category add này. Ok, xuống chỗ này category add. Đây, category, category là thành gì? Slide add. Ok, nếu ta đặt đúng quy tắc thì giờ ta làm cực kỳ nhanh. Đây, cái slide không có cái này. Ok, về một tí nữa ta xử lý vụ này sau ha. Được chưa? Rồi, update, delete. Rồi, xong, chỉ còn cái chỗ này. Vậy cái bảng slide, các bạn mở cái bảng slide ra. Đây, cái bảng slide sau đây. Edit đó. Vậy bảng slide, các bạn nhìn này. Bảng slide nó có một cái position các bạn cần quan tâm. Vậy đấy, nó có một cái position. Vậy các bạn đổi lại cho tôi cái chữ này thành chữ position đi ha. Position. Season. Ok, và ở đây ta sẽ truy vấn theo body, body season. Và cái này tôi nhớ là để cho nó hết lỗi thôi nha, chứ chưa chắc cái này ta xài, hiểu không? Vậy ta đang xài là muốn xài là xài cái này, này, đúng không? Vậy giờ đây ta cũng phải enter xuống này. Đầu tiên ta chấm where này, where này, ta sẽ truy vấn theo cái gì? M.m body season. Position bằng cái biến position mà ta truyền vào. Vậy ở trên này ta phải khai báo gì? String position. À, position thì ở đây tạm thời tôi sẽ mặc định là gì? Cái giá trị của cái thằng slide sau. Đây. Vậy thứ hai ta cần phải gì? Ta cần phải where cái trạng thái. Nhớ là trang người dùng thường thường là trạng thái gì? Bằng 1. Được chưa? Và thứ ba, thứ ba, ở đây nó còn quan tâm đến vị trí xuất hiện của những slide này, đúng không? Vậy ta cần order gì? Order by. À, order by. Đó, vậy các bạn cần order by lại. Order by có thể là do người dùng từ quy định, hay là đối với trang sản phẩm thì thường thường người ta dựa vào ngày tạo quy định.
ai mà tạo sớm nhất là được đưa lên đầu. Trong trường hợp này thì người ta có trường order rồi, rồi cái order nó quy định cái đó. Còn lúc đó thì ta cứ lấy theo ngày tạo. Đấy. Trong trường hợp này tôi sẽ lấy theo cái order này. Vậy cái order này ta phải thực hiện là order by. Đó, và các bạn lấy bên M, hay bên gì cũng được nhá. Chứ bên M, bên B, bên gì cũng được. Nó là đại diện cho bạn. Đấy, cho đối tượng đó. Và đây ta sẽ gì? Order. Đấy, vậy ta sẽ trả về danh sách. Vậy như vậy ta đứng ở bên gì? Cái file slide sau này này. À, sorry, đứng ở bên module này này. Thì ta lại add cái gì vào nhỉ? Add cái thằng slider down. Slider down, nó gợi ý luôn bằng new gì? Slider down. Chú ý viết hoa viết thường nha. Cây này viết hoa rồi thì đây ta viết thường. Còn nếu như các bạn cây này không viết hoa thì các bạn chết với cách đặt tên á. Đấy. Nhớ là tên càng nhiều thì nó càng loạn. Được chưa? Rồi, ở chỗ slide sau này ta cũng khai báo một cái biến va lead bằng. Và biến này ta chỉ cần là get lead thôi, đúng không? Ta truyền vào cái gì? Bot season. Và tôi đưa vào gì? Slide JSON. Ok. Và ta truyền cái lead này sang view. Ok. Và đi sang view thì các bạn kích phải chuột, ấn go view. Các bạn chạy sang view, các bạn lên trên cùng nha. Các bạn mở cho tôi cái model s, model xin lỗi, không viết hoa. Nhớ là không viết hoa nhá. Do ta lấy danh sách cho vậy ta là IE. Ok. Ở đây ta sẽ khai báo my. Và đây ta đưa vào model chấm. Đây là slide sau thì ta khai báo slide sau. Đấy. Khi khai báo slide sau rồi thì ta phải quan sát cái quy luật của thằng này. Thì các bạn nhìn thấy quy luật của nó có chữ T cho nên không có T. Đấy. Vậy ở đây nó nhúng có một cái cách nhúng nó khác đi chút xíu. Ta vẫn phải vùng lập for gì? For S. Đấy. Và slider in model. Nhớ là cái chữ model đó là chữ bắt buộc phải đưa giống nha. Model là đại diện cho cái list. Bên kia truyền sang. Bên kia đưa cái list. Nhưng ở đây người ta không dùng cái list mà dùng chữ model. Đấy. Vậy ở đây các bạn thấy ta sẽ đưa hai cái này vào. Đấy, và ta xóa bớt cái này đi ha. Rồi, ok. Vậy ở đây ta phải dựa vào quy luật của thằng này ta nhúng dữ liệu. Thì ở trên này tôi sẽ khai báo một cái biến. Biến int index. Index. Cái này người ta gọi là kỹ thuật cơ hiệu trong lập trình, kỹ thuật lập trình. À, và khi mà ta chạy xuống đây ta sẽ thực hiện nếu. Nếu gì? Nếu index mà bằng bằng 0 thì ta sẽ thực hiện in cái này ra. In cái này này, in cái nhóm này ra. Được chưa? Ngược lại có nghĩa là ở đây ta hiểu với nhau là khác gì? Khác 0 thì các bạn đưa cái này ra. Ok, KD cho nó đẹp vào. Và giờ ta nhúng dữ liệu thực tế vào ở đây, nhúng vào vị trí này. Là dữ liệu từ cơ sở liệu à, là đây ta sẽ là slider chấm gì? IMG à, chấm hình. Ok. Các bạn biết thiếu cái gì không nhỉ? Các bạn chạy 10 lần thì nó vẫn là index bằng 1, bằng 0. Các bạn mỗi lần chạy thì ta phải tăng biến đếm lên. Ok. Và tăng biến đếm lên thì ở đây các bạn index chấm gì? Cộng cộng thôi. Ok, view lại. À, đúng chưa? Xem coi cái chỗ này cần chấm phẩy không? Chấm phẩy nó bao lồi à? Ồ, thành công chứng tỏ điều cho cần chấm phẩy. Trả lại này. Ồ, lồi này. Lồi đây. Ồ, thì ra phải cần chấm gì? Cần chấm phẩy. Đấy. Tao biết lại. Trả lên lại. À, giờ tất nhiên là nó không có hình rồi. Tại sao không có hình? Tại vì trong cơ sở liệu của tôi với trong cái bài đó nó không khớp dữ liệu. Nhớ là không khớp dữ liệu. Nhìn này. Ở đây là gì? Slide kịch 1. Đúng không? Vậy ta đặt là slide. Slide 2. Slide 3. Và tất nhiên bài của tôi nó có đủ 6 slide không?
không ha. Thế thì ta có thể đi vào một cái thiết kế nào đó, ta lấy slide vào, ta ném vào để ta coi thử có đúng không. Ok. Rồi. Chạy lại. Đây, nó không ra gì hết, đúng không? Giờ chạy lại nó ra đằng cái này. Đúng nhỉ? Wow. Ở đây là slider 1. Còn ở trong này là, trong cái bài này là gì? Trong cái hình này này. Oh, slide 0. Đúng không? Người ta sửa cái này thành gì? Slider 1 đi cho nó ra đằng cái đi. Đấy, ra đừng cái, vậy ta chạy lại có đúng không? Build lại này. Nếu đúng rồi thì thôi, các bạn từ đô hình vào. Cái đúng không? Cái thứ hai không có hình. Cái thứ hai không có hình. Ô hình nó giống nhau mà. Sao giống nhau được nhỉ? Nó bị khác nhau chứ. À, các bạn có thể xem bằng cách như sau. Kích chuột phần cái slide, đúng không? Nó đưa ra 6 cái đúng không? Đúng chưa? Ổn chưa? Ok. Vậy nếu như nó hiện ra đây là ổn rồi nha. Rồi tôi sẽ làm tiếp cái thằng này. Không nói chuyện. Thằng này thì ta lấy từ bảng catalog ra. Mà bảng catalog thì ta làm rồi. Đấy. Thằng catalog ta làm đây rồi. Và ta chỉ tùy biến nó lại cho nó hợp thôi nha. Đây, cái thằng này list thì ta cần quan tâm vị trí gì, parent ID đưa vào là 1. Chỉ cần cái này thôi. Ok. Vậy muốn biết thì ta mở cái thằng này ra coi nè. Đây, cái thiết kế ở đây. Xin lỗi, ở đây còn tắc mà. Ý, đây. Ok, nhìn parent ID bằng 0, ta chỉ lấy những cái thằng bằng 0 này đưa lên thôi. Còn các bạn mà lấy hết nó dài lắm, 23, 22 mẫu tin luôn á. Trạng thái bằng gì? Bằng 1, cần order không? Có order luôn, đúng không? Vậy ở đây ta sẽ thực hiện như sau. Rồi, enter xuống. Chấm gì? Chấm qua. M chấm gì parent ID bằng cái biến parent ID ta đưa ở ngoài vào. Chú ý cái biến này ta có thể để mặc định nó là đi. Câu hỏi không đưa cũng được. Không đưa. Ok. Và gì? Và trạng thái gì? Trạng thái bằng 1 và chấm gì? Order by. M chấm gì? Order by theo cái O gì? Order. Ok. Và khi ta lấy được cái này rồi thì đẩy ra. Vậy ở bên cái thằng module vậy ta phải thêm một cái là đây là gì? Category down. Và ta cho nó xuất bọt cái tên mặc định nhá. Đấy, control space. Nghĩa là. Đấy. Ra, thế thì ta lấy cái tên này. Được chưa? Và xuống đây ta sẽ kiểm gì? Và list bằng. Get gì? Get list. Và đây ta sẽ truyền vào parent ID bằng 0. Được chưa? Vậy khi đó ta sẽ đưa cái thằng này vào đây. Đấy, và ta chạy sang cái thằng gì? Cái này nhúng đơn giản á, ha. Ho. Xin lỗi, mốt gì? Nhớ là đừng có ghi hoang á. IA F kiểu về danh sách. My class chấm model chấm category. Ok. Rồi xuống đây thì cái dòng trên cùng là cái dòng tiêu đề ở trên. Vậy ta sẽ chạy vòng lặp cho dòng thứ gì? 12 account for. Ở đây ta sẽ đặt là parent ID. Xin lỗi, và ở đây ta đặt là get 1 đi. In model. Đấy.
bị gì ta? Ok, ngon. Rồi trở lại. À, chú ý ở chỗ này ta đang thiếu cái gì nhỉ? Đang thiếu cái thẻ A đúng không? Ok, thì thẻ A đây các bạn để ý cái này. Cái này ta sẽ đưa vào HTML chấm, à, xin lỗi không phải HTML mà gì? Cat gì? Cat1.name. Còn cái thằng này thì chú ý đường link của chúng ta thiết lập bằng dấu sẹt. Yeah. Đó. Và cat1.link. Thấy link rồi hả? Ok, sorry, nhìn coi bạn ấy có link không? Ờ, không, sơ gì? Salute. Yeah. Mình nhớ lầm. Salute. Ok. Vậy ta build lại này. Thì ở chỗ này giờ không phải là dữ liệu này nữa, mà nó lấy dữ liệu từ bảng cơ sở liệu. Và tất nhiên ở đây các bạn đếm các bao nhiêu trường? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và 6 trường đó. Thì đây cũng là chủ đề mà tôi sẽ làm trong cái môn này luôn. Ok, nhìn nè. Đấy, kích vào này. Ok, được chưa? Rồi. À, khi này tôi có lập cho các bạn một cái đường link đó là sàn gạch chí. Gạch phẩm đúng không? À, sàn gạch phẩm thì đây này, chú ý cái sàn gạch phẩm. Đầu buổi tôi có khai báo chỗ này. Đây, sàn gạch phẩm là đây. Đúng không? Thì nó chạy đến controller tên là size. Và action tên là gì? Product. Vậy ta sẽ chạy đến size product size là đây. Và ta sẽ khai báo ở đây là public action research. Và tên là product, đúng không? Đấy. Và product này thì ta sẽ thực hiện return ra view product. Product, ok. Các bạn add cái view của thằng này ra. Add view này. Add view ra. Add view. Chú ý view của trang là có layout. Mà layout thì ta chọn phải chọn layout ha. Layout. Layout. Đâu rồi, xe. Layout đây. Và khi mà ta add layout rồi thì các bạn để ý sang bên cái thằng giao diện của chúng ta. Ta có một cái thiết kế là lead product nhưng ở đây không có rồi. Không có, thế thì ta tạm lấy cái giao diện của trang chủ ta làm cho nó lè ha. À, vậy đây tôi sẽ thực hiện thứ nhất là deep class container container. Ok. Và ở đây tôi sẽ deep class row. Và đây tôi sẽ deep class column MD3. Đây là 9. 9 ở đây tôi sẽ là hiển thị cái list sản nhé, sản phẩm. Ok, tôi cho làm nhé. Và tôi chỉ build lại để ta thấy được là giờ ta có thể là kế thừa lại cái thằng gì nhỉ? Nhìn đó. Kế thừa lại cái thằng layout là 1 này. Đấy. Đây, kế thừa cái thằng layout đây, đúng không? Mà list sản phẩm. Bên này ta cần đưa cái gì? À, cái list catalog đó. Vậy ta chỉ cần gọi nó thôi. Đó vậy, không đi lập lại code là như vậy đó. Ta sẽ thực hiện là gì? HTML chấm gì? Action, đúng không? Và đây ta sẽ truyền vào đây cái list category trong cái thằng gì? Module chứ, xin lỗi. Module. Ok. Và ta chạy lại này, nhìn này, list category nó lại ra đây. Được chưa? Đấy. Và cái này tôi nói trang chủ có thể không có cái này, nhưng trang này thì nên có. Trang tất cả sản phẩm thì nên có. Vì khi ta kích vào tất cả sản phẩm thì tôi muốn xem thời trang nam, tôi ấn vào thời trang nam. Được chưa? Đấy, tôi đã nhắc lại ha. Trang chủ không có, nhưng trang này có thể có. Đó.